Theo đại sứ Nga tại Mỹ, Anatoly Antonov, những nỗ lực của CIA nhằm chia rẽ xã hội Nga thông qua các hoạt động gián điệp trong lòng nước Nga sẽ thất bại. Reuters dẫn tuyên bố của đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói, chiến dịch dụ dỗ công dân Nga trở thành gián điệp của cơ quan tình báo trung ương Mỹ, CIA, chắc chắn sẽ thất bại, vì người Nga sẽ không cho phép một thế lực bên ngoài gây rối loạn xã hội nước này. Tuyên bố của đại sứ Nga tại Mỹ được đưa ra sau khi CIA phát hành một quảng cáo mới kêu gọi công dân Nga chia sẻ thông tin với cơ quan này. Ông Antonov cho biết động thái này là một phần của cuộc chiến hỗn hợp chống lại Moscow. Ở châu Âu, kể từ sau thất bại của Napoleon, họ đã thừa hiểu sự kiên định của nước Nga trước các cuộc tấn công từ bên ngoài, đại sứ Antonov nói trong một tuyên bố trên kênh Telegram khi đề cập đến cuộc xâm lược thất bại của Pháp vào năm 1812. Nhận thấy thất bại trong việc áp đặt các lệnh trừng phạt và không thể gây ra thất bại quân sự cho Nga, phương Tây một lần nữa đang cố gắng gieo rắc sự hoang mang trong xã hội Nga. Đại sứ Antonov nói thêm, theo ông Antonov, hành động khiêu khích này sẽ không hiệu quả. Người dân Nga đã học được những bài học lịch sử và sẽ không cho phép bất kỳ ai chia rẽ sự đoàn kết của nước Nga. Nhà ngoại giao này nói thêm rằng hoạt động quân sự đang diễn ra của Moscow ở Ukraine nhận được sự ủng hộ ở Nga. Và CIA đang lãng phí tiền đóng thuế của người dân Mỹ vào những chương trình tình báo vô nghĩa. Trước đó, CIA đã cho chạy một số quảng cáo trên mạng xã hội những năm gần đây nhằm mục đích dụ dỗ người Nga trở thành người cung cấp thông tin. CIA muốn biết sự thật về Nga và chúng tôi đang tìm kiếm những người đáng tin cậy, những người biết và có thể cho chúng tôi biết sự thật này, quảng cáo của CIA cho biết. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 17 tháng 5 cho biết Moscow sẽ trả đũa các hoạt động chống phá có chủ đích từ Mỹ. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.